Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Line, đó là hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi số điện thoại trên cái ứng dụng này nha. Thì số điện thoại trên Line của hiện tại của bạn không còn sử dụng và các bạn muốn thay đổi sang một số điện thoại mới mà không biết làm cách nào, thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì việc thay đổi số điện thoại trên Line tức là các bạn thay đổi số điện thoại đăng nhập, nhận mật mã kích hoạt cũng như là mã xác nhận cũng như là số điện thoại trong profile của các bạn. Thì các bạn không thể sử dụng một số điện thoại cho nhiều tài khoản Line được. Nếu các bạn đổi sang số điện thoại đang sử dụng cho một tài khoản Line khác thì các tin nhắn bạn bè về thông tin trên tài khoản kia sẽ bị mất đi. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn nha. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Line trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa, có nghĩa là phần cài đặt trên điện thoại ở trên cùng góc phải màn hình điện thoại, các bạn nhấn vào nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào quản lý tài khoản. Trong phần quản lý tài khoản này nó có cái phần là số điện thoại, các bạn hãy click vào số điện thoại nha. Tiếp theo các bạn hãy nhập số điện thoại mới của mình vào nha. Sau đó các bạn hãy nhấn tiếp. Thì một cái văn bản chứa mật mã xác minh đã gửi đến số điện thoại mới của các bạn. Thì các bạn hãy nhập cái mã xác minh này. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào tiếp theo. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành việc đổi số điện thoại trên Line rồi. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi số điện thoại trên ứng dụng Line rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.